Đây là con quái vật mạnh nhất thế giới, có thể xoay gập như thế này. Lấy cảm hứng thiết kế từ Albert Einstein và có màn hình mini LED và còn nhiều thứ đỉnh khác nữa vô trên tay luôn. Hiện sản phẩm laptop Asus ROG Flow X16 đang được về hàng tại 7net, đi kèm với nhiều ưu đãi cực kỳ là hấp dẫn. Các bạn hãy click ngay vào đường link mình để bên dưới phần mô tả để biết thêm chi tiết nhé. Như các bạn thấy thì thiết kế của nó quá là tuyệt vời. Là một thằng con trai như mình á, thì đây, con máy hơn 60 triệu này là một ước mơ. Khung kim loại nha, ngồi trong phòng máy lạnh đánh máy á, thì bao phê luôn. Ngoài ra thì nó sẽ không bao giờ sợ nóng máy bởi vì nó có hệ thống tản nhiệt cực kỳ đỉnh luôn. Tí nữa mình nói tiếp. Các họa tiết trên sản phẩm được lấy cảm hứng từ nhà bác học Albert Einstein. Einstein năm 1916 đã dự đoán sự tồn tại của sóng hấp dẫn. Nhìn là thấy hấp dẫn rồi chứ gì. Ngoài ra thì em này sẽ có màn hình cảm ứng nên là các bạn có thể sử dụng đa tác vụ cảm ứng trên con này. Và bạn sẽ được Asus tặng kèm một cây bút Asus Stylus cực kỳ là xịn sò luôn. Tiếp theo là về màn hình. Thì sau khi nghịch ngợm nó một chút á, thì mình phải nói là màn hình của nó không có gì để chê cả. Đây là con màn mini LED HDR với kích thước 16:10. Đây là một kích thước đang dần được phổ biến trong các sản phẩm của Asus hiện nay. Em nó sẽ sở hữu công nghệ ROG Nebula HDR Mini LED, sẽ có nhiều vùng sáng hơn với 1024 vùng sáng cục bộ và tần số quét lên đến 240Hz. Ngoài ra chúng ta sẽ có các thông số khác liên quan đến màu sắc như là 100% cho sRGB và DCI-B3. Độ phân giải sẽ là 2K nha. Với một cái profile màn hình như thế này á, thì mình phải nói là mọi tác vụ của bạn sẽ được upgrade lên một tầng cao mới. Và sau khi sử dụng con này xong thì mình không thể nào mà quay lại sử dụng những con giá rẻ hay là tầm trung được nữa rồi. Tiếp đến thì mình sẽ nói sâu hơn một chút về màn hình mini LED nha. Thì chúng ta sẽ có hai chế độ single zone và multi zone. Và đối với multi zone, con máy sẽ tận dụng sức mạnh của mini LED phía sau màn hình để mà hiện ra từng cái vùng sáng tối khác nhau và độ sáng cao nhất sẽ là 1100 nits, từ đó sẽ cho người dùng trải nghiệm chân thật nhất có thể. Sau đây sẽ là một vài ví dụ về thông số cũng như là sự khác biệt của từng con game khi ở chế độ HDR. Như các bạn đã thấy rồi đấy, thì chế độ multi zone cũng như là màn mini LED này thực sự rất là đáng tiền. Đây được mệnh danh là con máy gập 360 độ với hiệu năng mạnh nhất. Nhưng mà để xét riêng về mặt hiệu năng không á, thì nó chưa phải là mạnh nhất đâu. Sẽ có những con máy giá mắc tiền hơn 100 triệu lận và hiệu năng mạnh hơn rất nhiều. Nhưng được cái là với 65 củ bỏ ra thì bạn sẽ có một con quái vật. Nhưng là một con quái vật có trọng lượng rất nhẹ. Sơ qua thì đây là một số điểm đánh giá benchmark CPU trên con này. Và như các bạn đã thấy thì thông số của nó đều vượt trội hơn và nhỉnh hơn. Còn để mà test chi tiết thông số khi mà chơi các tựa game khác nhau thì mình sẽ hẹn các bạn một video sau nhé. Thêm nữa là em này sẽ sử dụng RAM DDR5 thế hệ mới, nhanh hơn 50% so với RAM DDR4 và có thể nâng cấp tối đa tận 64GB. Cuối cùng sẽ là về công nghệ tản nhiệt, thì em này sẽ có một cái bộ tản nhiệt cực kỳ đỉnh với 3 quạt tản nhiệt G-Fan Technology cho hiệu quả tản nhiệt phải nói là tối ưu. Với công nghệ Full Surround Vent, khe thoát gió 3 mặt, trái, phải và sau giúp tối ưu đường thoát luồng khí nóng. Ngoài ra thì còn được trang bị 5 ống đồng tản nhiệt phủ toàn bộ linh kiện bên trong luôn. Chốt lại, đây là một sản phẩm hoàn hảo và cân bằng. Mặc dù không phải là mạnh nhất nhưng nó đã quá đủ và dư sức về mặt hiệu năng. Là laptop gaming nhưng lại có trọng lượng nhẹ và thiết kế mỏng, tinh tế. Màn hình thì đẹp mà còn có thể làm được như thế này. Thì đây là ước mơ của mọi ông con trai. Nếu mà cho tôi 100 triệu thì chắc chắn tôi sẽ mua em này. Và chắc chắn sẽ mua ở 7net. Hiện sản phẩm laptop Asus ROG Flow X16 đang được về hàng tại 7net, đi kèm nhiều ưu đãi cực kỳ là hấp dẫn. Các bạn hãy click ngay vào đường link mình để bên dưới phần mô tả để biết thêm chi tiết nhé. Và cuối cùng đừng quên like, share và subscribe cho 7net nhé. Tạm biệt.